Thưa anh và thưa thính giả, là ngày hôm nay là ngày 18 tháng 11 đấy, các cha dòng chúng cũng thế và giáo dân Thái Hà đã tuần hành ra Ủy ban Nhân dân thành phố để nộp đơn yêu cầu trả lại tu viện cho nhà thờ. Lý do là chính quyền mượn đất của tu viện để làm bệnh viện là lâu rồi. Nhà thờ cũng đã nộp đơn lên Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa để yêu cầu họ xem xét, nhưng mà cuối cùng họ cũng chưa có cái quyết định nào. Sau đó ra kiện, ví dụ ngày 3 tháng 11 vừa rồi, hàng trăm người gọi là ô hợp vào trong nhà thờ, họ chửi bới, họ lăng mạ, thậm chí gây rối ngay trong sân nhà thờ. Thế giáo dân thì cũng rất là bình tĩnh, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sự việc mà nó xảy ra mới đây nhất, tối ngày 16 vừa rồi á, tức là tối thứ tư á, chính quyền trong ban đêm là đã tiến hành việc xây dựng ở ngay trên đất tu viện. Thì họ tiến hành xây dựng cái trạm xử lý nước thải ngay trên đất của tu viện đấy. Xây dựng trong đêm và họ có rất là nhiều công an, rồi cơ động, rồi kể cả chó nghiệp vụ, tạo ra một cái bầu không khí rất là căng thẳng. Thế nhưng từ phía giáo dân ấy thì họ vẫn là giữ một thái độ hết sức là ôn hòa. Và các cha bảo chỉ ở trong khuôn viên nhà thờ để mà cầu nguyện thôi. Các cha cũng nói rất rõ là phải đấu tranh, nhưng mà đấu tranh ôn hòa, bất bạo động và là đấu tranh đúng pháp luật ạ. Do vậy, giáo dân và các cha đã đi lên Ủy ban Nhân dân thành phố để nộp đơn. Cái cuộc biểu tình tuần hành ngày hôm nay diễn ra như thế nào? Ban đầu mà đi thì có khoảng 200 người thôi, cộng với gần một chục cha ở dòng Chúa Cứu Thế. Thế nhưng mà càng đi ấy thì số lượng người tham dự đông hơn. Xong đó từ Ủy ban thành phố vào đến tiếp dân, xong đó đi một nửa vòng quanh bờ hồ và đi vào nhà thờ lớn. Thì quá trình đó càng đi thì càng có đông người tham dự. Giáo hữu đã dùng tin nhắn nhắn tin cho nhau thì cũng rất là nhiều người lại tiếp tục đến. Nhưng vì các cha bảo cũng dừng sớm cho nên là đúng 10 giờ đoàn tuần hành đã kết thúc, các cha bảo đi về và mọi người về. Số lượng mà tập trung đến cuối cùng thì cũng khoảng lên đến 400, hơn 400 ấy. Trên tay thì có các biểu ngữ nhưng mà đi hết sức ôn hòa. Về phía chính quyền cũng không có những cái hành động nào thực sự là gây hấn, hoặc là không có xảy ra bắt bớ hay là đàn áp gì vào sáng nay ạ. Thưa anh, như vậy thì cuối cùng thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có tiếp kiến phái đoàn Linh Mục Thái Hà không, và kết quả ra sao thưa anh? Văn phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có mời một số cha vào nói chuyện, xong đó tiếp nhận đơn ạ. Dự báo tình hình thì cũng chưa biết được, bởi vì phụ thuộc rất nhiều vào cái thiện chí của phía bên nhà nước ạ. Mà về phía nhà thờ thì các cha nói là sẽ đi ôn hòa đúng luật. Theo luật thì có yêu cầu thì họ phải trả lời. Và nếu mà họ không trả lời thì chắc nhà thờ sẽ lại phải tiếp tục lại cứ đưa đơn. Theo hãng AFP, giáo dân đã đi tuần hành chung quanh Hồ Hoàn Kiếm với những cái biểu ngữ như là mượn đất thì phải trả đất lại, hoặc là phản đối đài truyền hình Hà Nội đưa tin sai sự thật, vu khống. Thưa anh, vì sao có những cái biểu ngữ này? Những cái biểu ngữ đấy là hoàn toàn đúng thôi, bởi vì là cái đất của tu viện ấy chính nhà nước là đã mượn và làm bệnh viện Đống Đa, và nhà nước không hề có một cái giấy tờ nào cả là chứng minh cái sự sở hữu của mình cả. Nhưng bây giờ thì chính nhà nước mà đã lại xây dựng các công trình đó mà chính nhà thờ bảo là phải trả lại hoặc ít nhất giữ cái nguyên trạng đấy. Cái thứ hai nữa là không những vậy, đài truyền hình Hà Nội là có rất nhiều cái phóng sự và đưa tin bôi nhọ và nói xấu chính các cha và các giáo hữu ở trong nhà thờ Thái Hà. Giáo dân cho rằng cái việc đưa tin như thế là sai sự thật, cho nên họ có rất là nhiều biểu ngữ sáng nay, nhưng mà có cả cái biểu ngữ rằng là yêu cầu đài truyền hình là phải đưa tin đúng sự thật và phải trả lại đất cho tu viện ạ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân.